Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Hoàng đế Nội Kinh. Phần 2. Linh Khu, chương 32, Bình Nhân Tuyệt Cốc. Hoàng đế hỏi: "Trẫm mong được nghe về con người không ăn trong 7 ngày thì chết, tại sao thế?" Bá Cao đáp: "Thần xin nói nguyên do, vị to 1 xích 5 thốn, đường kính 5 thốn, dài 2 xích 6 thốn. Con ngang lại, nhận thủy cốc 3 đấu 5 thăng, trong ấy cốc thường lưu lại 2 đấu, thủy 1 cốc 5 thăng thì đầy. Thượng tiêu làm tiết ra khí, xuất ra khí tinh vi, nhẹ nhàng, trơn nhanh. Hạ tiêu đi xuống dưới tưới thấm đại và tiểu trường. Tiểu trường to 2 thốn rưỡi, đường kính 8 phân 1/3, dài 3 trượng 2 xích, nhận cốc 2 đấu 4 thăng, nhận thủy 6 thăng 3 hợp 2/3. Hồi trường to 4 thốn, đường kính 1 thốn 1/3, dài 2 trượng 1 xích, nhận cốc 1 đấu, thủy 7 thăng rưỡi. Quảng trường to 8 thốn, đường kính 2 thốn 2/3, trường 2 xích 8 thốn, nhận cốc 8 thăng 3 hợp 8 phân 1/8. Độ dài của trường vị được 5 trượng 8 xích 4 thốn, nhận thủy cốc 9 đấu 2 thăng 1 hợp 2/3. Đây là con số mà trường vị nhận được thủy cốc. Người bình nhân thì không thế, khi vị đầy thì trường rỗng, khi trường đầy thì vị rỗng. Nhờ sự đầy rỗng thay nhau đó mà khí được lên xuống, ngũ tạng được an định, huyết khí được hòa lợi, tinh thần mới ở yên. Cho nên thần chính là tinh khí của thủy cốc vậy. Vì thế mà trong trường vị lúc nào cũng phải lưu giữ cốc 2 đấu, thủy 1 đấu 5 thăng. Người bình nhân cứ mỗi ngày đi đại tiện 2 lần, mỗi lần thoát đi 2 thăng rưỡi, mỗi ngày sẽ là 5 thăng. 7 ngày, 5 lần 7 là 3 đấu 5 thăng. Thế là lượng thủy cốc được giữ lại bên trong sẽ cạn. Vì thế nên người bình nhân không ăn uống trong 7 ngày sẽ chết. Đó là vì thủy cốc, tinh khí, tân dịch đều cạn rồi vậy.